Cùng tìm hiểu hình tượng cây xà nu và nhân vật tờ nu trong tác phẩm Rừng xà nu của tác giả Nguyễn Trung Thành. Hình tượng cây xà nu đã trở thành một phần máu thịt trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân làng Xuân Man. Cây xà nu tượng trưng cho phẩm chất và số phận của nhân dân Tây Nguyên trong chiến tranh cách mạng. Vẻ đẹp, những thương tích mà rừng xà nu phải gánh chịu, những đặc tính của xà nu là hiện thân cho vẻ đẹp, những mất mát, đau thương, sự khát khao tự do và sức sống bất diệt của dân làng Xuân Man nói riêng, đồng bào Tây Nguyên nói chung. Hình tượng nhân vật tờ nú là người gan góc, dũng cảm, mưu trí, có tính kỷ luật cao, trung thành với cách mạng, có một trái tim yêu thương và sôi sục căm thù, sống rất nghĩa tình và luôn mang trong tim ba mối thù của bản thân, thù của gia đình, thù của buôn làng. Hình tượng rừng xà nu và tờ nú có mối quan hệ khăng khít, bổ sung cho nhau. Rừng xà nu chỉ giữ được màu xanh bất diệt khi có những con người biết hy sinh như tờ nú. Sự hy sinh của những con người như tờ nú góp phần làm cho cánh rừng mãi mãi xanh tươi. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp ích cho bạn. Hãy thả tim, like video và follow Sunny Care Education để xem thêm những video thú vị khác về học thuật nha.